quân của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam mùa thứ tư. Xin được chúc mừng Trọng Nhân. Bước đầu thì thực sự khó khăn, anh không hề hối hận. Tức là cháu theo đuổi được cái niềm đam mê. Đối với cả những đứa trẻ nổi tiếng ấy, thì các em không còn có nhiều thời gian đầu tư cho các cái hoạt động học tập. Khi trẻ em nổi tiếng sớm, nên hay không? Cùng theo dõi nội dung này trong tập hôm nay của chương trình. Sau tới đăng ký, anh cũng được biết cái chương trình Got Talent, Việt Nam Got Talent, thì anh có đăng ký cho cháu thử sức. Thì năm 2016 cũng vô tình là cháu lại được sự yêu mến của khán giả, cũng như là cách nhìn nhận của ban giám khảo, thì cháu được giải quán quân. Mới đầu thì thấy nó cũng một sự khó khăn, tại là vì gia đình đang ở trên Đà Lạt mà cho cháu về đây học thì cháu còn nhỏ quá. Dạ, buổi sáng tới chiều thì con học trên lớp, còn học nhạc là từ buổi tối rồi học nhạc. Học nhạc vui, tại vì học nhạc với các bạn cũng giống như đi chơi, cho nên con thích. Suốt 3 tháng, một mình em lên học trống cùng thầy tại Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn trở thành một tay trống nhí cừ khôi trong tương lai. Bé xuống đây học với mình, thì lúc đó là bố mẹ thì vẫn còn trên Đà Lạt. Rơi nước mắt, mình có hỏi là tại sao con rơi nước mắt vậy, thầy có phạt con đâu mà con rơi nước mắt, thì bé trả lời là con tập nhưng mà con nhớ bố mẹ quá. Khi xưa ba bé hơn đàn, nghe khi ta rung lên không bao giờ sao. Trên Đà Lạt thầy anh cũng đang kinh doanh một cái quán, mở cái quán nhỏ nhỏ, quán ăn, thì bé chấp nhận là cho thuê lại trên đó, xuống đây thuê một cái nhà trọ để chồng cháu đưa cháu đi học đi tới luôn. Hạnh phúc của cháu bây giờ thực sự là anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Tức là cháu theo đuổi được cái niềm đam mê. Anh cũng vẫn thăm dò cháu là có học như vậy có mệt không. Thì trong nhân này rất là thích những cái môn học này. Có căng thẳng quá khi mà mình phải đi học cả ngày không? Dạ không. Con thích đánh trống là được phiêu nhạc và được tự do. Con đang đánh trống thì bị chém mũi cam. Con đam mê nên vẫn lên sân khấu để không bỏ buổi biểu diễn đó. Cháu năng khiếu nhưng mà cháu không được dạy dỗ đúng thì sau này nó cũng chỉ là một con đường cụt thôi. Thời gian đầu anh cũng có cho cháu đi diễn. Khi mà cháu đi như vậy thì chắc chắn là từ cái học văn hóa cho đến học cái năng khiếu thì cháu không có thời gian. Chúng ta nhìn thấy có thể là có những cái điểm lợi của cái việc là một cái đứa trẻ trở nên nổi tiếng này là gì? Em mới được nhiều người chú ý đến. Đối với cả những cái đứa trẻ nổi tiếng ấy, thì các em không còn có nhiều thời gian đầu tư cho các cái hoạt động học tập. Và vì vậy sau một cái khoảng thời gian tham gia các cái chương trình và trở nên nổi tiếng, trở lại với trường học thì dường như là các em không thích nghi nổi với cả những cái môi trường học tập. Khi trở thành người nổi tiếng, trẻ em không chỉ có quỹ thời gian eo hẹp, ưu tiên cho những hoạt động nghệ thuật mà còn phải đối mặt với nhiều áp lực tâm lý. Cùng theo dõi tập ngày mai của Vietnam Vóc Việt. There's only one love that lasts forever. Brings you happiness. Ice cream hoàn toàn từ thiên nhiên. TH
tiên phong đồng hành cùng chương trình Sữa Học Đường Quốc gia.